Vâng, xin chào cả nhà nhé. Xin mời cả nhà quay trở lại với kênh Thuyết Xe Đạp Bà Nhật. Video hôm nay tiếp tục lên sóng cho cả nhà ta hai chiếc xe có khung màu chủ đạo là khung sườn là màu trắng rất chi là đẹp. Hai chiếc xe Touring Fundo hàng bãi Nhật rất chất lượng. Một chiếc là Canover, một chiếc là Genaus. Một chiếc Canover và một chiếc Genaus, xe hàng bãi Nhật. Một chiếc nội địa và một chiếc Pháp xuất Nhật rất chi là chất. Touring Fundo. Các bác đang xem live, vào xem live thì cho em xin một nốt like đi. Một nốt đăng ký kênh nếu ai chưa đăng ký kênh. Và em báo giá hai con xe này rất chi là mềm mại để cho các bác đi với những chiếc xe Fundo rất chi là chất. Đầu tiên là con Canover. Con xe Canover đây các bác. Đây. Rất đẹp. Giá con này là 6.800.000 đồng nhé, 6.800.000 đồng bao ship tận nhà luôn, có trang bị các ba ga, đèn bầu cổ rất đẹp, may phát điện, xe này chạy 3 đĩa 7 liếp các bạn. Con thứ hai là con Renault, một con xe của Pháp, đến từ nước Pháp, thương hiệu nước Pháp, rất chi là đẹp. Sườn zin. Con này là khung sườn của nó là khung sườn nhôm, rất chất. Giá thành cũng rất mềm mại luôn, 7.600.000 đồng. Bao ship tận nhà. Có trang bị gác ba ga. Gác ba ga trước, gác ba ga sau, có dọ hàng. Rất đẹp. Cũng là chạy Meyer Dynamo phát điện. Con này là 6 tầng lip, một đĩa 6 lip. Và sau đây em sẽ đi chi tiết cấu hình của từng chiếc xe một nhé. Chiếc đầu tiên là chiếc hàng bãi Nhật Canover này. Canover xe là xe của Hebi. Đó. Các cái tem Nhật này các bác. Em dọi tổng thể cho các bác xem. Con này bên em chưa lắp pedal nhá. Pedal rất xịn sò đấy, rất chi là chắc chắn luôn. Gọng của nó là gọng gọng nhôm mạ chrome sáng bóng luôn. Có đệm đế cao su chống trượt, phản quang hai mặt màu vàng, rất chất. Về cấu hình như sau. Gác ba ga phía sau là gọng nhôm các bác ơi, gọng nhôm được sơn màu đen nhá. Sơn tĩnh điện màu đen luôn. Rất chi là chất. Đuôi của gác ba ga đây có trang bị một chiếc đèn cảm biến ánh sáng này, màu đỏ. Rè của nó là rè nhôm mạ. Sáng choang luôn, mạ inox á. Đuôi rè có một chiếc đèn phản quang cũng màu đỏ luôn. Đũa rè cũng là nhôm mạ luôn nhá. Đũa rè nhôm mạ. Uốn lượn này. Rất đẹp. Con này là lốp màu trắng. Lốp con này là lốp màu trắng. Lốp zin theo xe rồi. Lốp của Canada. Đó, lốp của Canada nhá. Cỡ bánh lốp của nó em xem nào. Bánh của nó là bánh 26 các bạn. À, bánh 700, không phải bánh 26. Bánh 27 rồi. Bánh 700 các bạn. Bánh 700 nhân với 23C. Vành thì vành nhôm hai lớp, vành của Escape. Dạng vành xé gió. Nan hoa là inox chân inox luôn nhá. Nan hoa là loại inox chân inox luôn. Bánh sau rồi có trang bị miếng phản quang ở bánh màu vàng này. Quy đề của nó là quy đề của Shimano Tourney nhá. Quy đề của Shimano Tune đây. Xe này chuyển động chạy là 3 đĩa 7 lip. Xích lip. Đĩa xích lip đều của Shimano luôn. Sen xích rất ok. Bên em đã tra dầu mỡ rồi. Gạt đĩa cũng của Shimano này. Phanh là phanh. Phanh này là phanh của thằng nào đây? Có tem chữ đây rồi. Gia siêu ít. Gọng C 3 mảnh nhôm. Cũng là sơn phủ bóng màu đen luôn. Má phanh đang còn mới, zin đét luôn. Rất đẹp, rất chất. Cọc in, gọng in này. Cọc in là được sơn màu đen nhá. Gọng in là inox luôn, gọng inox trắng luôn nha các bác. Đũa này, đũa gọng của nó inox luôn. Có hai đũa gọng uốn lượn này. In là in dáng thể thao. Đang còn rất chi là đẹp, rất mới.
Giá đây em dán trên in luôn đây, 6.800.000 đồng, bao ship tận nhà cho các bác. Hanover thép gió nha các bác, khung sườn nó nguyên zin, thép gió sơn cũng sơn zin luôn này. Đây, tem chữ Hanover đây các bác này. Cái này là logo rồi, cái này là logo này, logo miếng logo trên nền đỏ này, chữ logo của nó là chữ màu trắng này, hình trái tim này các bác, hình trái tim đó. Đây này, thông số của vành lốp của nó đây, cỡ bánh thông số nó ghi trên sát cọc in đấy, trên khung 700C. Con này thì có vòng đỡ và tháo lắp gáp aga cũng nâng hạ cọc in, ăn ốc lục nhá, đó là dạng ốc lục vặn, sau đó là chỉnh sửa cọc in nhá. Với cấu hình lên như thế này, về bánh vành cũng như gióng đứng thì các bác cứ lên chiều cao cho em là con xe này là từ 1m60, từ 1m63 trở lên là đi được nhá, từ 1m63 trở lên các bác chiều cao đó. Con này có mã là E136 nhá, E136 này các bác nhớ cái mã xe này, khi kết con xe này rồi thì nhớ cái mã này, nhắn tin Zalo cho em, em sẽ check E136 cho các bác và sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bác nhá. Con này vòng chén của nó là nó có 4 vòng độ này, ghi đông cô tăng của nó ghi đông cô tăng nhôm nhá, nguyên bản zin theo xe luôn. Cô tăng thì có chảy xước lông chuột lông mèo rồi. Lắp chụp của nó là mạ đồng này, lắp chụp cô tăng mạ đồng này, đó rất gì là đẹp luôn, nguyên bản zin theo xe, tay nắm cũng zin theo xe luôn này. Tay phanh của nó là tay nhôm nhá, tay nhôm của Shimano này, bộ bấm xả cũng của Shimano này, ba đĩa đây. Này bên này bộ bấm xả 7 lít đây, xin lỗi, bấm xả bên tay phải là 7 lít nhá. Chuông này chuông bật cơ, zin theo xe luôn rồi. Rất kêu. Bên tay trái là bộ bấm xả đĩa nhá, ba đĩa nhá. Tay nắm cũng zin theo xe, chống trượt. Tay phanh cũng là tay nhôm này. Đó. Rất đẹp. Logo đây các bác ơi, logo ở mặt trước Hanover này. Logo hình trái tim, logo nền chữ hình trái tim trên nền màu đỏ. Con này nó dập chìm trên khung luôn rồi, sơn nó sơn zin các bác, số khung ở dưới nhá. Đấy, càng là càng zin theo xe rồi, càng cũng càng thép sơn màu đen rồi. Thất chất về cấu hình bánh trước thì như bánh sau thôi, dè của nó là dè mạ inox rồi, dè mạ inox, đũa dè là nhôm mạ, nhôm này là nhôm mạ sơn màu ghi rồi. Lốp zin theo xe, lốp của Kenda. Lốp của Kenda. Cỡ bánh lốp của nó là 700 x 23C. Giống bánh sau rồi, vành là vành của Escape, vành nhôm hai lớp. Nan hoa inox, chân inox luôn. Miếng phản quang màu vàng ở bánh trước. Mayer trước là Mayer Dynamo, Mayer phát điện của Bridgestone. Đó, đẹp, chữ Bridgestone đó. Rất đẹp. Đèn trước của nó đây các bác này, đèn ăn điện như chiếc Mayer đấy, đèn bầu màu đen, bầu nó màu đen, viền mạ chrome rất sáng, đèn một bóng thôi, đèn kiểu đèn cổ. Hệ thống phanh là phanh gọng C 3 mảnh, được sơn tĩnh điện màu đen rất bóng, Radius đây, Radius nha các bác. Bác xem mặt trước đây, bác xe đây, rất chi là ok nhá. Các bác xem mạng sườn trái này, xe này. Đó. Đùi xe này là đùi nhôm nhá, được sơn màu đen luôn này. Đùi trái đùi phải đều đùi nhôm sơn màu đen. Em chưa lắp cây đan, cây đan em đang cột ở như gọng nước đây. Gọng nước là gọng nhôm sơn màu đen nhá. Cây đan của nó đây các bác này, cây đan là gọng nhôm mạ inox này. Đấy, phản quang hai mặt màu vàng này các bác này, rất chỉ là chất. Đó. Chân trống này bên em là trang bị mới rồi. Chân trống này là chân trống thép chống gỉ, được sơn màu đen. Một chiếc Mayer phía sau của nó, Mayer mạ vàng rất đẹp các bạn. Mayer mạ vàng rất đẹp luôn. Mayer mạ vàng rất đẹp. Và con này là trục của nó là chạy bạc đạn đây các bác này. Chạy vòng bi bạc đạn. Rất chất nhá. Rất chỉ là chắc, em có điện thoại bác chờ xíu.
Vâng, với giá là 6.800.000 đồng, sở hữu một chiếc xe Canover rất chi là chất. Các bác yêu thích chiếc xe này, mã của nó là 136, gọi điện ngay cho em theo số điện thoại 0912 746 836, và kết bạn Zalo với em theo số này, và số điện thoại em cũng để chạy ở phần đầu của video nhé, các bác nhớ đọc. Tiếp theo con xe số 2 trong video hôm nay, Renault, Renault này, xe Pháp xuất Nhật rất chất, giá thành là 7.600.000 đồng, bao ship tận nhà, touring full đồ đó. Cấu hình như sau, gắp ga phía sau là gắp ga gọng nhôm sơn màu đen, zin theo xe luôn. Đây, đèn của nó, đuôi gắp ga là có một chiếc đèn cảm biến ánh sáng màu đỏ này. Rè của nó là rè được sơn màu đen nha các bác, rè nhôm sơn màu đen. Đũa rè là đũa này là đũa mạ inox các bác, đũa mạ inox. Lốp con này là lốp xanh nhá, cặp lốp trước sau là lốp xanh. Lốp này là lốp của Kenda luôn này, zin theo xe luôn. Lốp của Kenda zin theo xe. Ở bánh của nó là 700x28C nhá. 700x28C. Vành là vành nhôm hai lớp luôn. Zin đét theo xe luôn. Con này là nan hoa inox chân đồng nhá. Nan hoa inox chân đồng, cùi đề của nó là cùi đề của Shimano Tony. Gọng bảo vệ cùi đề của nó là bằng gọng mạ inox này. Dày luôn ạ. Ở đuôi sườn sau của nó là có một bên phải là có một miếng phản quang màu đỏ nha các bác. Phanh này là phanh gọng nhôm, gọng V. Hai mảnh nhôm, phanh của Techo. Má phanh đang còn rất mới, zin theo xe luôn. Má phanh đang còn rất mới này. Khóa hồng là lốc inox nhá, khóa hồng inox này. Khóa này là khóa nâng hạ chỉnh sửa cọc in này, cọc in là nhôm trắng này, gọng in là nhôm sơn mạ màu đen này, in này, zin theo xe luôn. Con này khung sườn nhôm mối hàn vây cá này các bác, cấu hình khung sườn cũng là rất ok nhé, khung sườn nhôm Pháp xuất Nhật, một đĩa 6 líp nhá, xích líp sen xích đang còn rất ok này, bên em đã tra dầu mỡ này. Đây là mà ốp đĩa của nó này, hai bên hai miếng ốp đĩa mạ chrome này, mạ chrome trắng này, có chảy xước rồi này. Đùi của nó là đùi được sơn màu đen nhá. Pedal là gọng nhựa các bác, loại thép chống gỉ. Pedal xe này gọng nhựa loại thép chống gỉ, có chống trượt nhá, có răng cưa chống trượt. Phản quang hai mặt của nó là màu vàng. Gọng nước con xe này là gọng nhôm trắng nha các bác, gọng nhôm trắng được bắt ở khung chéo này. Đó. Tem chữ Renault này, màu đen này, có chảy xước một xíu này. Đấy, trên khung ngang của nó này là có cờ của Pháp đây các bác, cờ của nước Pháp này. Đấy, xanh trắng đỏ này. Các cái tem chữ con xe hàng bãi Nhật thì nó bao giờ tiêu thụ bên thị trường Nhật, cho nên là có các cái tem chữ Nhật thì là rất chi là rõ ràng rồi. Có những tem chữ thì đã chảy xước. Đây, tem màu vàng, tem kiểm định rất quan trọng này. Đã sang xuất sang thị trường Nhật thì đều phải kiểm định rất chi là gắt gao. Các bác biết rồi, người tiêu dùng bên thị trường Nhật đấy, có những chiếc có những phụ kiện hay cũng những chiếc xe hay là bếp khi bãi sang Việt Nam hay là xe đạp cũng thế. Và chúng ta đang còn sử dụng là hàng thập kỷ sau vẫn rất chi là ok. Em còn nhớ xe bãi Nhật, mini bãi Nhật ngày xưa đấy, mua một chiếc xe mini bãi Nhật để đi học thì mới mất mấy cây vàng, mấy chỉ vàng. Tuy nhiên bây giờ một chiếc xe mini bãi Nhật thì chỉ hơn một nửa chỉ vàng rồi các bác, trượt giá theo thời gian. Phía trước của nó là có trang bị này, em đi cấu hình của ghi đông cô tăng cho bác xem nhá. Ghi đông cô tăng của nó là nhôm trắng nhá, mạ inox này, sáng choang luôn. Nó có chảy xước lông chuột lông mèo thì không tránh khỏi đâu, hàng bãi mà. Chuông này chuông bật rồi, chuông bật nhá, chuông bật cơ rất kêu luôn. Tay nắm là tay nắm chống trượt. Tay phanh của nó là tay nhôm này, tay nhôm, bộ bấm xả bộ bấm xả là líp bên tay phải luôn, rất nhạy, của Shimano luôn nhá.
tay phanh của Shimano luôn, tay trái còn tay phanh của Shimano luôn nhá. Hệ thống dây phanh này của Shimano luôn. Con này là dây phanh nó đi nổi. Nó đi nổi ở phần dưới của khung, chéo cũng như là khung ngang. Để cấu hình bánh trước thì như bánh sau thôi, rè là rè được sơn tĩnh điện màu đen rồi, rè nhôm, đúa rè mài inox. Lốp là lốp của Kenda rồi. Cỡ bánh 700 x 28C. Vành vành nhôm hai lớp. Nan hoa inox chân đồng. Mayer của nó là phía trước là Mayer phát điện. Mayer này của Shimano các bác, Shimano Nexus đấy. Đúng rồi. Em xem lại nào. Tem chữ của Mayer nó bị mất rồi các bác. Nó bị mất rồi. Đèn con này là đèn zin theo xe rồi. Đèn zin theo xe rồi các bác nhá. Nó bầu đèn nhỏ thôi. Đi ban đêm thì cũng rất ok rồi. Phía trước có trang bị gác ba ga gọng sơn màu đen này. Gọng nhôm sơn màu đen này, hoặc là dọ hàng cũng là gọng nhôm hết nhá, sơn màu trắng. Rất đẹp. Xe này út pháp xuất nhập. Logo thương hiệu đây các bác này. Đó logo thương hiệu Konzo này. Đây là miếng nhôm mạ. Chrome rất chi là sáng này, sáng choang luôn ở mặt trước của khung, số khung phía dưới này. Nắp chén cổ của nó này, ốc này. Rất đẹp. Kết cấu của chân và đầu của cô tăng trông rất đẹp nha các bác, như đầu một đầu chim thiên nga đó. Còn bên ghi đông của nó, ghi đông tay là thẳng rồi. Con này là có có đồng hồ nha các bác. Con này là có đồng hồ đo công tơ mét rồi. Con này trang bị, bên em trang bị chiếc đồng hồ này. Đây là miếng cảm biến này, đo vòng quay xe này. Để có thể là đo công tơ mét đấy các bác. Các bác nếu không thích thì bỏ ra cũng được, không sao cả. Tuy nhiên để đi thì cũng rất chi tiện lợi. Vì bên em trang bị sẵn cho các bác rồi, sẵn trên xe rồi. Các bác mua xe là có sẵn nhá. Con này là X913 nha các bác. Các bác nhớ mã xe này nhá. X913 Renault Pháp xuất Nhật. Bác xem bên mạng sườn trái của xe. Chân chống con này là chân chống đuổi inox luôn này, đuổi inox luôn. Đùi đây, đùi trái như đùi phải thôi. Đùi sơn màu đen. Pedal cũng như pedal bên phải em đã giới thiệu. Gọng nhựa loại thép chống gỉ. Cặp phanh Techo. Gọng V. Hai mảnh nhôm rất chất. Sao bên đây rõ hơn cái tem chữ màu vàng này các bác này. Mayer sau của nó là Mayer nhôm nhá, Mayer nhôm mạ inox thì phải. Rất sáng bóng luôn. Chữ mờ quá. Tem chữ này nó hơi mờ các bác. Biết của thằng nào đây. Tuy nhiên là con Mayer này zin theo xe nhá. Con này là đùi trục là Bicon rồi. Con kia là bi bạc đạn. Tùy mỗi dòng mỗi bác thích dạng Bicon hay bi bạc đạn. Không quan trọng dòng nó đi chất lượng tương đương nhau thôi. Có những người là thích thử bi bạc đạm, có những người là thích thử bi côn. Bi bạc đạm thì nó có thể là nó nghe nó mới lạ thôi, nhưng tuy nhiên là thông dụng truyền thống là đi bi côn là bình thường, không vấn đề gì đâu. Bóng bi thì có đây, bi côn này các bác này, xít này, côn xít này. Một chiếc Renault Pháp xuất Nhật rất chất lượng, với giá thành tương đối rẻ, full đồ Mayer phát điện, cấu hình cũng rất chi là ok, 7.600.000 đồng, bao ship tận nhà cho các bác. Các bác yêu thích mã xe X913 hay là E136 thì cứ liên hệ với em, gọi điện cho em theo số điện thoại 0912 746 836 và kết bạn Zalo với em theo số này. Số điện thoại em cũng để chạy trên màn hình ở phần đầu của video, nếu các bác trượt qua rồi các bác có thể quay lại phần đầu video. Và em cũng có ghi ở như phần tiêu đề đấy. Các bác nhớ đọc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.